Vừa qua, tổ thông báo và thông cáo báo chí gửi các cơ quan truyền thông về kết quả bình chọn giải thưởng Tự do Tôn giáo Nguyễn Kim Điền, lấy tên của cố Tổng giám mục Nguyễn Kim Điền, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, với tổng giá trị giải thưởng là 5.000 đô la. Điều bất thường là giải thưởng này được trao cho hai linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục. Đây không phải là lần đầu tiên những giải thưởng liên quan đến nhân quyền, tôn giáo, tự do báo chí, tự do ngôn luận được trao thưởng cho những kẻ thường xuyên có những hoạt động kích động, xúi giục người dân vào hoạt động gây rối an ninh trật tự, tuyên truyền, xuyên tạc chống nhà nước Việt Nam, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc. Và lần trao giải này đối với Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục cũng như vậy mà thôi. Và qua tìm hiểu được biết, giải thưởng Tự do Tôn giáo Nguyễn Kim Điền là một giải thưởng có tính thường niên của phong trào giáo dân Việt Nam ở hải ngoại, nhằm cổ súy hỗ trợ các đối tượng đã và đang có những hành động gây rối, phá hoại ở trong nước. Các cá nhân, tổ chức bên ngoài thông qua việc trao thưởng để chuyển tiền cho các đối tượng để thực hiện các hoạt động này gây rối an ninh trật tự, chống phá ở bên trong đất nước. Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam là hai linh mục thời gian qua có những hoạt động lợi dụng vị trí của bản thân trong tôn giáo để ép buộc, xúi giục giáo dân vào các hoạt động tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật, biểu tình chống chính quyền. Ngoài ra, Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam còn có những hành động lợi dụng các lễ tại nhà thờ để rao giảng các nội dung sai trái, nói xấu đảng, chống phá đảng, nhà nước và kích động chống đối, xuyên tạc về những cột mốc lịch sử quan trọng của đất nước, xuyên tạc ý nghĩa ngày độc lập của dân tộc 30 tháng 4. Chưa dừng lại ở đó, hai vị linh mục này còn có mối quan hệ với những cá nhân tổ chức chống đối với Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức khủng bố Việt Tân. Nhân dân ở Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung vô cùng phẫn nộ, bức xúc và lên án trước những hành động sai trái, coi thường pháp luật của Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam. Nguyện vọng của người dân là cần phải có biện pháp trừng trị nghiêm khắc đối với Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam và một số đối tượng quá khích liên quan đến những hành vi lợi dụng quyền uy trong tôn giáo để ép buộc, xúi giục người dân vào các hoạt động vi phạm pháp luật, chống đối đảng, nhà nước, làm trái giáo lý, không làm tròn bổn phận của người chủ trang. Giải thưởng Tự do Tôn giáo Nguyễn Kim Điền được trao cho Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam chỉ làm cho họ ngày càng trở thành công cụ đắc lực cho bên ngoài để thực hiện các hoạt động chống phá, cản trở, với ý đồ làm thay đổi bản chất chính trị, xã hội ở Việt Nam mà thôi. Thưa các bạn,